các bác sở hữu để mà nghi nhạc và trưng bày phối ghép với những bộ dàn nội thất gia đình bằng gỗ thì nó hợp gu, đó là những cái thùng gỗ lạng như thế này. Chép là chép titan và mic 1 bát 30, đấy, bát 30 nha các bác, tất cả nguyên mộc hết nha. Một lỗ thông hơi phía trước Eken, đây logo của nó đây. Tất cả loa bảo hành nguyên zin, hoạt động hoàn hảo nha. Vâng, xin chào tất cả các bác, đây là cặp JBL L120TI, dòng loa cũng hiếm gặp của JBL. Nó sở hữu một bát 30, một mic, một chép titanium và Eken. Cặp này Eken rất đẹp nha các bác. Thì em báo giá luôn để tiện các bác cân đối. Cặp này thì nó là đặc trưng của dòng TI nên là tiếng bass chắc, tiếng bass nó tượng trưng như lời cặp loa L112 các bác, nhưng mà nó sử dụng thép titanium cực kỳ bén. Và được các em nó là sử dụng thùng gỗ lạng hết nha các bác, gỗ lạng và vân nó là vân sớ rất đẹp và có một cách điệu khác phía trước như thế này, đặc trưng của L120TI. Những dòng loa này là dòng loa Mỹ Noi, các bác sở hữu để mà nghi nhạc và trưng bày phối ghép với những bộ dàn nội thất gia đình bằng gỗ thì nó hợp gu, đó là những cái thùng gỗ lạng như thế này. Chép là chép titan và mic 1 bát 30, đấy, bát 30 nha các bác, tất cả nguyên mộc hết nha. Một lỗ thông hơi phía trước Eken, đây logo của nó đây. Tất cả loa bảo hành nguyên zin, hoạt động hoàn hảo nha. Đối với những dòng loa JB các bác ghép với những dòng âm ly Lukman này hoặc là Sansui, Lukman, Sansui, Akufai, Marang, mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Sau đây em qua chi tiết cặp loa này để các bác ở xa có thể xem. Các bác ở xa yêu thích cặp loa này thì có thể chuyển khoản này, chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000, còn cặp tiền á thì các bác có thể cặp 2 triệu trở lên thì em ship hàng cho các bác. Đây là thực tế của em nó, các bác cùng xem. Tất cả loa thì em tuyển kỹ vuông thành xét cạnh cho các bác nha. Đây tổng quan phía trước. Đây sẽ quay cạnh phải nha. Tổng quan của cành phải. Dòng này có kích điệu cái khách phía cạnh như thế này nên là nhìn cái loa rất là đẹp luôn. Nó có hai cái vi tinh chỉnh ở phía sau nha các bác. Và sử dụng trầm loa là bắp chuối mỏ chim nha. Giá 275 đã bao gồm phí ship. Đây các bác, đây là cạnh phía bên trái nha. Tổng quan cũng như toàn diện của nó rất là đẹp. Rồi cuối cùng đó là phía sau của loa. Thì các bác sẽ thấy được một cái logo và tem cũng như là hai cái tinh chỉnh cho giải mic và giải trép mà thường hỏi các dòng loa cao cấp đều có. Còn nguyên tem đầy đủ nha, đây là hai cái chỉnh này, tăng cường này, hai trạm loa và model California USA, logo còn nguyên hết JBL 120T. Rồi bác nào mình yêu thích cặp loa L120TI để về trưng bày nghi nhạc với những dòng loa Mỹ thể hiện âm thanh cực kỳ chuẩn xác. Mọi chi tiết các bác alo cho em qua số điện thoại này nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, xin chào tất cả các bác, đây là cặp 4312 dòng Catron Monitor về ngày hôm qua. Thì sau đây mời các bác cùng xem chi tiết cặp này, có một thùng gỗ rất là đẹp. Mời các bác cùng xem phía trên này. Đấy. Dòng là dòng kiểm âm monitor cao cấp của Mỹ nha các bác. Đây là những cặp loa bãi tuyển về xuất sắc nha. Vuông thành sắc cạnh đạt hết tất cả các tiêu chí các bác mà vừa nghi vừa trưng bày.
Loa sở hữu là 3 đường tiếng, 1 bass, 1 mic, 1 chép. Dòng 4312 Castro Monitor này nó sẽ sử dụng chép LI25, sử dụng trên những con L100 Canterbury. Nhưng mà L100 Canterbury thì cái viền mà đây nó màu đỏ nha. Vẫn là LI25 thôi, nhưng mà L100 Canterbury thì nó là màu đỏ. Còn những dòng khác thì nó màu đen như này. Những dòng này đã ở California USA. Và đây là kênh volume chỉnh mic. Đấy, mic và chỉnh chép tăng cường. Đây là lo mic nha các bác. Tiếng lo rất đẹp nha, đây là lo bass. Anh mời các bác cùng xem tiếng loa. Nó sử dụng bass 30 găng vải tắm dầu nha. Rất là đẹp nha. Rồi, về phong cảnh thì rất là đẹp. Ekang thì tuyệt vời, Ekang zin nha các bác. Giá cặp này là 21.500.000 bao gồm phí ship nha các bác. Chuyển khoản đủ em bớt 300.000. Rồi, em sẽ quay cạnh, trước tiên là cạnh bên tay phải. Em có hình đăng tải trên Zalo và Facebook, các bác có thể vào Zalo. Các bác vào Zalo chứ Facebook em ít dùng. Facebook thì lâu lâu đăng cho vui thôi. Đây các bác thấy watch bằng gỗ. Đây tổng quan phía bên phải. Rồi đến phía bên trái. Dòng loa này sử dụng rất đầu vào là mỏ chim nha các bác. Mỏ chim rất đầu vào, ấn vào là kém mỏ chim vào. Hoặc là kém dây xoắn vào cũng được nha. Đây. Tiếp tục là cạnh phía bên trái. Loa chắc bãi về nha các bác, đẹp xuất sắc luôn nha. Tất cả bao zin. Nhưng có chỉ cần về cắm và xài thôi. Và cuối cùng đó là phía sau, để các bác cùng xem phía sau. Những cặp lo bãi về tuyển. Còn cả những tem reveler đóng phía sau. Giá bao ship là 21.500.000 nha các bác. 21.500.000. Chuyển khoản đủ em bớt 300, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10%, khoảng 2 triệu trở lên em ship hàng. Rồi mời các bác cùng xem lại tổng quan phía trước của cặp này. Loa dòng này thì nó thiết kế đối xứng nhau nha các bác. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Cặp này là series là 266 và 267 nha các bác. Series đầu là 266, 267 nha. 266, 267.